Sau một thời gian dài đàm phán khẩn trương và kéo dài hơn dự kiến, các bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đã đạt được những đồng thuận về tất cả các vấn đề tồn tại. Trong đó có những vấn đề quan trọng như mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, các quy định về lao động, doanh nghiệp nhà nước, v.v. Chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định TPP sau 5 năm đàm phán. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham gia các phiên họp toàn thể và có nhiều buổi làm việc đàm phán song phương với các đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Foreman, Bộ trưởng Thương mại và Quốc tế Công nghiệp Malaysia Mustafa Mohamed, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Indenfeso Guajardo, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Peru Magali Silva và lãnh đạo cấp bộ của một số nước khác. Đoàn Việt Nam đã thể hiện sự chủ động tích cực phối hợp với các nước khác để kết thúc toàn diện các lĩnh vực đàm phán song phương và đa phương phù hợp với mục tiêu và phương án đặt ra, góp phần vào thành công chung của hội nghị Atlanta. Là nhận xét của các bạn, các nước thì họ cho rằng Việt Nam là một đối tác đàm phán rất xây dựng, rất chân thành và rất quyết tâm, nhưng mà giữ được nguyên tắc. Chúng ta luôn luôn giữ nguyên tắc, đó là làm sao có được một cái tiếng nói chung, có cái sự linh hoạt, vì lợi ích chung, vì lợi ích của tất cả 12 thành viên tham gia đàm phán. Những vấn đề có thể còn vướng trong song phương thì cần phải được xử lý một cách thỏa đáng, đáp ứng được cái yêu cầu chung của cả 12 thành viên. Và tôi xin trích dẫn nguyên văn câu nói của ông Bộ trưởng Amari của Nhật Bản, phụ trách về đàm phán kinh tế và thương mại của Nhật Bản, khi chúng tôi đã bắt tay nhau, chúc mừng nhau về cái kết thúc đàm phán. Nguyên văn như thế này: chúng tôi cho rằng Việt Nam là một đối tác đàm phán rất chân thành, rất xây dựng, rất cởi mở và đóng góp rất nhiều vào cái kết quả của TPP nói chung cũng như cái kết quả song phương giữa Việt Nam với Nhật Bản nói riêng. Với các kết quả đàm phán đã đạt được, Hiệp định TPP sẽ là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao trên cơ sở cân bằng các lợi ích và có lưu ý tới trình độ phát triển khác nhau giữa các nước tham gia hiệp định. Hiệp định được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại tất cả các nước TPP, tạo ra việc làm, giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng lao động và sức cạnh tranh, thúc đẩy minh bạch hóa và quản trị tốt, đồng thời củng cố các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. Qua Hiệp định TPP thì có rất nhiều cái cơ hội cho chúng ta thu hút được đầu tư từ các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn của các nước TPP vào đầu tư ở Việt Nam, nhất là những cái lĩnh vực có cái hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta tận dụng, bổ khuyết cho những lĩnh vực đầu tư mà lâu nay chúng ta đang thiếu. Thiếu vì do không có vốn đầu tư, thiếu vì do trình độ công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội chúng ta cần phải tận dụng. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình, xóa bỏ thuế xuất khẩu hoặc chỉ duy trì ở mức hạn chế, không mở rộng thêm thuế suất trong tương lai, tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ luật pháp của các nước sở tại, đảm bảo sự quản lý của nhà nước, mở cửa đấu thầu, mua sắm của các cơ quan trực thuộc chính phủ, từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người tiêu dùng và các nước thành viên. Nhận thức được việc các doanh nghiệp và người dân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hết sức quan tâm tới các cam kết cụ thể của hiệp định, các nước tham gia TPP sẽ cố gắng hoàn tất việc rà soát pháp lý các văn kiện của hiệp định trong thời gian sớm nhất để có thể công bố rộng rãi các cam kết về mở cửa thị trường tới người dân và các doanh nghiệp.